Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình xin giới thiệu mọi người, đây là cây giống cây hoa giấy thế 58 nhé mọi người nhá. Cây thì rất là đẹp. Đây. Bây giờ là đang gần Tết rồi thì hoa mọi người lấy về hoa chơi Tết thì rất là đẹp. Đấy. Cho mọi người tham quan một vòng nhé. Cây đang bắt đầu ra hoa rồi mọi người nhé. Số lượng thì cực kỳ nhiều. Mọi người có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ cho mình. Số điện thoại mình là 0988630871. Mình ở Gia Lâm, Hà Nội. Đấy. Mọi người có nhu cầu lấy xỉ hay lấy nhẹ thì cứ liên hệ cho mình. Đấy, cho mọi người tham quan. Đấy, nhìn nó đẹp không ạ? Ngược sáng cho mọi người nhìn. Quá là đẹp. Số lượng thì cực kỳ nhiều nhé mọi người nhé. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người nhé.